Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hủ Quốc Món Ngon Dễ Làm. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món hột vịt lộn sốt cay. Cách làm thì cũng rất là đơn giản, và món hột vịt lộn sốt cay rất là giàu chất dinh dưỡng lắm luôn. Mình làm món này thì mình kết hợp vị cay của ớt, của tiêu, rồi cùng một số gia vị và các nguyên liệu khác nữa, tạo nên món hột vịt lộn sốt cay rất là thơm ngon tuyệt vời. Và món hột vịt lộn sốt cay này mình để ăn chơi cũng rất là ngon, hay để nhâm nhi thì khỏi phải nói, cũng rất là ngon tuyệt vời lắm luôn. Các nguyên liệu của mình thì gồm có, hôm nay mình sử dụng 10 trứng hột vịt lộn. Các trứng hột vịt lộn của mình rất là to nghe quý vị. Và hôm nay mình mua úp mề quý vị, nhưng mà nó cũng còn cái phần mề nhỏ nhỏ nghe quý vị, nhưng mà cũng rất là ngon lắm. Rồi tiêu xay, các tép tỏi, dầu hào, rồi tương ớt, tương cà, ớt bột, rau găm, rồi hai trái ớt không cay, một củ hành tây, hành lá, cùng một số gia vị thông thường nữa nghe quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành mình làm. Trước tiên thì mình sẽ bắt cái nồi nước lên, rồi mình cho khoảng một muỗng canh muối bột vào, rồi sau đó mình đảo đều lên để muối nó tan ra hết trong cái nồi nước luôn nghe quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho các trứng hột vịt lộn vào để mình luộc. Mình luộc tầm cũng khoảng hơn 20 phút nha quý vị, thì các trứng hột vịt lộn của mình sẽ chín. Và bây giờ thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác. Đây là hành lá nè quý vị, thì mình sẽ cắt khúc khúc ra cũng khoảng 5-6 phân. Rồi mình cũng cho ra cái dĩa nhỏ sẵn luôn. Tỏi thì mình sẽ lấy ra một ít nha quý vị, để mình đập cho nó dập dập, rồi mình băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn, để nữa mình phi. Và một số tỏi còn lại thì mình để nguyên tép luôn, nữa mình phi. Và củ hành tây, hôm nay mình sử dụng một củ cũng nhỏ nghe quý vị, củ này thì khoảng gần 100 g. Rồi mình chẻ ra làm hai, mình cũng sắc muối cao cao nha quý vị. Và sau một hồi mình cũng đã sắc ra xong rồi đó quý vị. Mình cũng cho ra dĩa sẵn luôn. Và cái phần ớt không cay á quý vị, thì mình sẽ cắt bỏ đi cái phần đầu. Rồi mình chẻ trái ớt không cay ra nha quý vị. Mình bỏ đi cái phần ruột phía trong và các cái hột ớt không cay á quý vị, thì mình bỏ hết luôn. Đó, sau một hồi thì mình đã lõi bỏ hết cái phần hột phía trong rồi. Đó, mình cũng sắc khúc khúc ra luôn, cũng khoảng 2-3 phân. Và bây giờ thì mình sẽ làm cái phần sốt cay nha quý vị. Thì mình cho vào khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng 3 muỗng cà phê đường cát. Cái phần sốt cay này cũng rất là quan trọng nha quý vị. Rồi khoảng 1/3 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu xay, và đây là ớt bột nè quý vị. Thì mình sẽ cho vào cũng khoảng 1 muỗng cà phê ớt bột, nước mắm thì mình cho vào cũng khoảng 1 muỗng canh nước mắm. Dầu hào thì mình cho vào cũng khoảng 1 muỗng canh dầu hào, muỗng hai lưng thôi. Phần tương cà quý vị, mình cho vào 1 muỗng canh tương cà. Tương ớt thì mình cho vào cũng khoảng 1 muỗng canh tương ớt. Nước lọc thì mình cho vào cũng khoảng 5 muỗng canh nước lọc. Rồi sau đó mình đảo đều lên, coi như cái phần sốt cay mình làm cũng đã xong rồi đó quý vị. Cũng rất là đơn giản lắm luôn. Mình đảo đều lên để cho các gia vị nó sẽ tan ra hết luôn, hòa nó hòa lẫn vào nhau. Rồi sau một hồi thì hột vịt lộn cũng đã chín rồi đó quý vị. Mình chuẩn bị sẵn một tô nước lạnh, rồi mình gấp các trứng hột vịt lộn vào trong tô nước lạnh nha quý vị, để cho nó màu nguội hơn.
và nó dễ và lọc cái phần vỏ ra. Đó, sau một hồi mình gấp ra hết rồi đó quý vị. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lọc bỏ cái phần vỏ ra luôn. Mình lấy cái dao đó quý vị. Mình sẽ chặt vào trứng hột vịt lộn nha quý vị. Nó vừa đứt cái vỏ thôi. Rồi mình gỡ ra, rất là đơn giản. Đó, các hột vịt lộn nó sẽ không có dính vào trong vỏ luôn đó quý vị. Rồi, trứng thứ ba. Rồi, sau một hồi thì mình gỡ cũng ra hết rồi đó quý vị. Còn trứng cuối cùng. Rồi, mình gỡ ra luôn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt cái chảo lên. Mình sử dụng chảo chống dính nha quý vị. Mình cho nhiều nhiều dầu vào. Rồi sau đó mình sẽ cho hột vịt lộn vào để mình chiên cho nó săn lại nha quý vị. Trước khi mình sốt cay, mình chiên trước rồi mình sốt cay á, thì nó sẽ rất là ngon. Hột vịt lộn của mình sẽ không có bị vỡ cái phần thịt và con nha quý vị. Và cái phần nước của hột vịt lộn nè, để hồi mình sẽ cho vào trong cái phần nước sốt luôn. Và trong lúc chiên á, nó đã hơi săn lại một bên rồi, thì mình sẽ trở về lại nha quý vị. Mình chiên cho nó săn lại các bên của hột vịt lộn luôn, cho nó đều luôn. Đó, và sau một hồi chiên tầm cũng khoảng 5-6 phút rồi, và hột vịt lộn của mình nó cũng đã rất là săn lại rồi. Và bây giờ thì mình sẽ gấp hết vào dĩa luôn. Đó, sau một hồi mình đã gấp hết rồi đó quý vị. Đó, rất là thơm ngon lắm luôn. Và bây giờ mình bắt cái chảo nhỏ lên, mình cho vào cũng khoảng một muỗng canh dầu ăn. Mình tận dụng cái dầu hồi nãy chiên hột vịt luôn nha quý vị, để mình xào cái phần nguyên liệu khác. Rồi mình cho tỏi vào mình phi. Khi mà tỏi đã vàng thơm rồi thì mình sẽ cho vào khoảng hơn 2 muỗng canh, cái phần mà sốt cay đó quý vị. Mình cho vào trong cái chảo. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần ớt không cay vào để mình xào. Xào tầm cũng khoảng hơn 1 phút thôi. Rồi mình sẽ cho củ hành tây vào. Rồi tiếp tục mình xào nha quý vị. Các nguyên liệu phụ này chủ yếu là hồi mình sẽ lót xuống với phần dĩa nha quý vị. Với rau găm. Rồi sau đó mình sẽ cho phần hột vịt sốt cay vào. Để mình trang trí cho nó đẹp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành lá vào. Rồi mình tiếp tục đảo đều lên. Mình xào thêm cũng khoảng hơn 1 phút nữa là được rồi. Tại phần hành lá thì nó cũng rất là mau chín. Và sau một hồi đó quý vị, thì hành tây xào với ớt không cay và hành lá cũng đã chín rồi. Mình nhắc xuống, mình bắt cái chảo khác lên. Rồi mình cho cái phần tỏi nguyên tép đó quý vị vào để mình phi. Rồi tỏi băm thì mình cho vào luôn để mình phi chung. Trong lúc phi thì mình cũng đảo đều lên luôn nha quý vị. Và sau một hồi thì phần tỏi băm nè và tỏi nguyên tép nó cũng đã hơi vàng vàng lên là được rồi. Rất là thơm rồi. Thì cái phần sốt cay nè còn lại đó quý vị, mình cho hết vào trong chảo luôn. Rồi tiếp tục mình cũng đảo đều lên. Tại trong cái phần sốt cay nó có phần nước hồi nãy mình cho vào á, mình đảo đều lên để cho nó bay cái phần hơi nước lên bớt nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ cho hột vịt lộn vào. Và trong lúc mình nấu quý vị thì mình để lửa vừa vừa thôi, nhỏ nhỏ thôi, để cho hột vịt lộn của mình nó sẽ ngấm cái phần sốt cay từ từ. Rồi mình cho cái phần nước của hột vịt lộn đó quý vị vào để mình sốt luôn. Rồi trong lúc mà mình sốt cay hột vịt lộn đó quý vị, thì mình sẽ lấy cái muỗng mình cứ gửi cái phần lên trên hột vịt lộn nha quý vị, cái phần nước sốt cay á. Khoảng 1-2 phút thì mình sẽ rưới một lần. Rồi bây giờ thì nãy giờ cũng khoảng 2-3 phút rồi. Thì mình sẽ trở về các trứng hột vịt lộn. Mình trở về như vậy nè. Để cho hột vịt lộn của mình nó sẽ ngấm đều hơn cái phần sốt cay. Và nó sẽ đậm đà hơn. Đó, rồi tiếp tục mình cũng lấy cái phần sốt cay. Mình
đưa lên trên hộp vịt lộn nha quý vị. Mình lấy muỗng mình múc. Đó, sau một hồi nó đã rất là sạch rồi. Sạch như vậy là được rồi. Cái phần sốt này mình cũng chừa lại một ít nha quý vị. Rồi mình tắt lửa luôn. Để nữa mình gửi lên trên hộp vịt lộn. Và bây giờ thì mình sẽ cho ra dĩa nha quý vị. Trước tiên thì mình sẽ cho cái phần rau găm mình lót ở dưới dĩa trước. Và củ hành tây nãy mình xào đó quý vị. Với hành lá và ớt không cay. Mình cho vào trong dĩa luôn. Rồi mình trang trí lại nha quý vị. Và cuối cùng là mình sẽ cho hộp vịt lộn ra dĩa. Mình gắp hộp vịt lộn ra trước. Rồi cái phần nước sốt cay đó quý vị. Rồi mình sẽ cho từ từ vào. Đó, cái phần sốt cay nè. Nó đã rất là sền sệt luôn. Mình gửi lên trên cái phần hộp vịt lộn nha quý vị. Đó, trông rất là hấp dẫn lắm luôn. Và đây là nguyên dĩa hộp vịt lộn sốt cay đã thành phẩm rồi đó quý vị. Trông rất là hấp dẫn lắm luôn. Món này rất là giàu chất dinh dưỡng nha quý vị. Và món này mình để ăn chơi cũng rất là ngon. Hay để nhâm nhi nè, làm vài ly bia thì cũng rất là ngon tuyệt vời lắm luôn. Hộp vịt lộn sốt cay á, thì mình kết hợp các vị cay của ớt nè, rồi ngọt ngọt của đường nè, rồi mặn mặn của nước mắm cùng một số gia vị nữa. Và đây là sau thời gian khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, mình đã làm xong món hột vịt sốt cay đó quý vị. Đã thành phẩm rồi. Rồi Hữu Quốc món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.